vậy là long lại lên tiếng rồi đó anh em lo lắm anh ta định chạy tay em suốt cả cuộc đời này không em sẽ rời xa nơi đây phải làm sao để anh ta không tìm em được nữa thiên à trại một côi mà anh đã từng lớn lên ở đó tên là gì hả anh em nhớ có lần anh đã nói với em rồi mà Ủa Thư Sao tới trễ vậy <laughs> Chào Huệ Thư Vô nhà đi Thôi khỏi nước nôi gì Huệ à Thư tới để nói với Huệ Về việc Huệ đi làm đó Huệ à Thư muốn hỏi Sao Huệ không nghĩ tới việc vô làm ở chỗ Thư Cảm ơn Thư Nhưng mà mình cũng đã nói với Nam rồi đó Mình muốn sống bên cạnh tụi nhỏ Thư à Có có Anh Nam cũng đã nói lại với Thư nhưng mình muốn hỏi lại cho chắc chắn Ừ, rồi Để Thư nhớ xem có quen ai phụ trách bên trung tâm đó không Phải gấp gấp lên nha Thư Lỡ mà ừ, Có chuyện gì vậy Huệ ừ, Không, không có gì đâu Chỉ là mình muốn nhanh chóng rời xa những nơi chốn gợi lên những kỷ niệm buồn thôi Ừ, mình hiểu mà À, có rồi Hôm bữa nhỏ thoa có đi thăm rồi tặng quà cho trại trẻ mồ côi tình cờ gặp một người bạn của mình đang làm trên tỉnh nhưng mà lại quản trung tâm đó vậy vậy thư liên lạc với họ ngay nha dĩ nhiên rồi để mình gọi điện cho anh ấy luôn à, khoan đã à, để mai đi thư nha bây giờ cũng trễ rồi ừ cũng trễ thiệt quệ lúc nào cũng ý tứ hơn thư đó đừng nói vậy mà thư à mà có lẽ không ổn đâu Huệ à Thư nói sao Chỗ này xa quá ừ, Tuốt ở tận Tân Ninh lận Thư nói ở đâu Ở đâu vậy ừ, Ở Tân Ninh Ở gần biên giới lần đó Huệ à Thư à Trại trẻ mồ côi ở Tân Ninh Là nơi anh Thiên lớn lên đó Thư ráng xin cho Huệ vô làm ở đó nha Thư Vừa được sống nên thiên đã sống Lại vừa được đi thật xa nữa Nếu mà được như vậy Là quệ tội nguyện lắm đó thư à Chuyên án đã kết thúc Tuy chưa dự ý Đã là điều làm cho chúng ta Những trinh sát đánh án Không hài lòng Nay lại tư diệt đối tượng Trần Quân Có thể sẽ được miễn khởi tố tội can Điều này Sẽ làm cho không ít các đồng chí băng khoăn cho rằng có biểu hiện bao che để đối tượng chạy án. Cấp trên yêu cầu các đồng chí phải nêu cao tinh thần tổ chức kỷ luật, chấp hành quyết định của cấp trên, không được xôn xao bàn tán, gây không khí quan mang, ảnh hưởng đến công tác. Chuyện đâu còn có đó. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm kiến nghị lên cấp trên những điều cần thiết. Các đồng chí cứ yên tâm bây giờ nếu không ai có ý kiến gì chúng ta giải tán đồng chí dũng chờ tôi một chút dạ thủ trưởng dạ thưa sếp liệu có sự chạy án của trần quân không có dấu hiệu cho thấy đối tượng quan trọng nhất trong chuyên án chúng ta là Trần Long. Có thể vẫn đang còn ở Việt Nam. Chà, em cứ nghĩ ở địa vị hắn. Biết mình đang bị truy nã, hắn sẽ tìm cách chạy trốn ra nước ngoài. Nào ngờ đâu, thằng này lớn gan thiệt. Đấu tranh với tội phạm, đừng bao giờ xem thường chúng. Cậu hãy cố gắng tìm kiếm, còn có thông tin gì của đối tượng không? Lâu nay, có tin tức gì không? Dạ, báo cáo sếp. Từ sau khi cậu Nam tự ý dọ theo hắn và suýt bị kỷ luật, tụi em cũng... Cũng tởn rồi hả? <cười> <cười> Bởi vì lúc đó, chuyên án đang thời kỳ nhạy cảm nhất. Chỉ cần một sơ sức nhỏ thôi, có thể gây hậu quả khó lường được. Nên buộc lòng chúng tôi phải tạm đình chỉ công tác cậu ta để xác minh làm rõ. Còn bây giờ, tôi chính thức giao công tác cho cậu mà dạ em sẽ thực hiện ngay ừ thôi nay mai gì đó là cô ra mảng khóa học rồi hai cậu tìm thêm vài người để tham gia nhóm tôi giao cho cậu chịu trách nhiệm nhóm này đó <laughs> dạ sếp yên tâm tụi em hứa sẽ dò ra tung tích tụi nó sớm nhất tốt đi đi dạ xin phép sếp ạ à? Alo, tôi nghe đây. Anh nói sao? Bên kiểm sát chân bảo lưu ý kiến về trường hợp đối tượng Trần Quân à. Nếu vậy thì thật là tiếc. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Má không bằng lòng cho con lên tận Tân Ninh đâu Sao con phải đi xa như vậy Trong khi Có bao nhiêu việc làm gần nhà dành cho con Thì dương cớ Con nó chẳng đã nói hết cho cả nhà khi nãy sao bà Nhưng Huệ à Bà muốn hỏi con thêm Con đã suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đi Tân Ninh chưa Trời Biệt tích bao nhiêu lâu nay á Rồi giờ lại muốn lưu lạc đó là sao Mày có bị khùng không vậy Huệ Lộn xộn Để coi quậy nói sao đã Ba Má Cả nhà Con đã nghĩ kỹ lắm rồi Cả nhà hãy ủng hộ nguyện ước của con đi mà Trước đây hoàn cảnh khác Bây giờ khác Trước thì bởi lỗi lầm phần lớn là do con gây ra Nên đúng là gần như biệt tích thiệt Giờ thì hàng ngày Cả nhà mình vẫn có thể liên lạc với nhau dài ba tháng một lần cả nhà vẫn có thể lên chơi với con hoặc con chạy về thành phố với mọi người hơn nữa lúc này ở bên ba má đã có chị nhi người tháo giác cứng cỏi anh hoàng thì cũng không còn như trước nữa con lên làm việc ở đó là đúng nhất rồi con mong là cả nhà đừng cản con nữa có được không à con thấy như vậy huệ đã bày tỏ hết suy nghĩ của mình riêng con thiệt tình đồng cảm với suy nghĩ đó con nghĩ để huệ tìm lại được niềm vui trong cuộc sống nhanh nhất nhà mình nên ủng hộ huệ em cảm ơn chị nhi nha ừ. thôi mà má ừ đi bà bà xem coi con nó cần chuẩn bị cái gì thì lo cho nó đừng để nó phải thiếu thốn con cảm ơn ba má cảm ơn cả nhà sếp mới sơ bộ cho biết như vậy thôi đợi cậu về chắc tụi mình sẽ được chỉ đạo sâu hơn chắc cái sếp còn có nguồn tin ở đâu đó nữa đó Mình cũng tin là thằng Long chưa dọt ra nước ngoài đâu <laughs> Xem ra ân quán giữa cậu với nó còn lâu mới kết thúc được Ok Huệ đã lên Tân Ninh rồi Tất nhiên là Thư đưa đi chứ ai nữa À Nam nè Mà bữa tới về Nhớ mua cho tụi này ít trái xấu Hà Nội nha à, Chào anh đâu sao nay có mình anh vậy? À. mấy đứa trẻ ở đây đa phần là do trung tâm y tế đưa tới mẹ nó sinh ra rồi bỏ lại tại sao những người đàn bà đó lại có thể làm những chuyện như vậy được? chắc là họ cũng có lý do riêng có người sinh con của mình ra đó rồi để trước trung tâm một số bé còn lại <cười> <cười> là con của các nữ phạm nhân á nói chung là ở đây nhiều trường hợp lắm vậy trung tâm mình đang nhận nuôi dưỡng bao nhiêu trẻ vậy chị mình là lan cứ gọi mình là lan mập <cười> <cười> dạ chị lan thôi đi chị em gì chứ cứ gọi mình là lan mập tụi mình bằng tuổi nhau mà mình nghe giám đốc nói có một nữ nhân viên mới tới cần một người dắt đi tham quan mình xuống phong liền <laughs> cảm ơn chị lan sao chị hoài vậy Dạ lắm ờ tại huệ chưa quen đó mà ừ. lan ừ. ủa huệ nói gì vậy à ở trung tâm có bao nhiêu bé hả ừ. đông lắm á À, hơn 200 bé lận Hèn chi, em nghe chị Hường giám đốc nói Là nhân viên mình có tới hơn 100 người lận ừ, Tất nhiên rồi à, Cứ trung bình hai bé Là một nhân viên đó Huệ <laughs> Cách đây mười mấy năm Chắc là cơ ngơi của trung tâm mình Chưa được như bây giờ đâu hả Lan ừ, Mình mới vô làm được 3 năm thôi Nhưng mà nghe mấy anh chị thăm niên nói là Lúc trước cơ ngơi cũng sập sệ lắm mấy à, bé, bé ở trung tâm cũng dứt giả dạ nữa, tội nghiệp anh ấy quá. Ủa, huệ nói gì vậy? Ờ à, Không có gì đâu, tại huệ bụt miệng thôi. Ờ, à, à, mà huệ nè, lan đang ở một mình, hay là huệ xin giám đốc, huệ ở chung với lan cho vui nha. À, có gì một tí nữa, huệ lên xin lãnh đạo nha nhưng mà lúc ngủ tôi ngái lắm á có chịu được không ngái dữ lắm hả ừ. ngái cỡ uh, máy bay phản lực không làm gì dữ vậy nhưng mà cũng cỡ xe tăng rầm rú á lan yên tâm đi Quệ chịu được mà <laughs> bây giờ mình sẽ lên phòng tham quan trước rồi đi gặp giám đốc nha ừ. đi huệ <laughs> nghe nè thư thư đây Quệ hả <laughs> sao rồi Ừ, giám đốc cho đi tham quan hả? Có bạn mới vui tính lắm à Vậy thì tốt rồi Ừ, có gì thì gọi điện cho Thư nha Ok, bye Ủa, mà chị Huệ vô trung tâm nó làm việc gì vậy chị? Ờ ừ. À... ừ Nhờ bạn chị Giới thiệu và đứng ra bảo lãnh Cho nên ừ. người ta sắp xếp cho Linh Huệ Làm thủ quỷ ở đó ừ. Vậy là ngon rồi Ừ Ừ. chị huệ mà vào trung tâm đó làm á công lớn của em đó nha Hả? sao thì bởi vì em đi làm tình nguyện vô tình mới chụp được mấy tấm hình với bạn cũ của chị đó có vậy mới giới thiệu rồi nhờ mấy bạn của chị giới thiệu cho chị huệ vô trung tâm làm đó à, quan trọng ghê ha Vậy bây giờ muốn tính tiền cò là bao nhiêu đây? Thôi không tính đâu. Bởi vì á, chị Huệ mà rời khỏi thành phố này á, thì chị cũng thấy thoải mái hơn, phải vậy không? Em nói gì kỳ vậy? Làm sao mà chị có thể như vậy được chứ? Chị nghĩ đi. Nếu mà chị Huệ còn ở lại đây á, rồi trong cái tình cảnh mà đáng thương như vậy, liệu mỗi khi mà gặp chị đó, anh nam của chị á, có thật sự yên tâm không? Em nghĩ vậy hả? Thiệt tình, chị không hề có ý nghĩ đó đâu em. Hmm. Chị thì không nghĩ vậy. Nhưng em chắc chắn á, chị Huệ có nghĩ như vậy. Và rồi, chị ấy muốn đi thật xa. Để cho anh Nam không có cơ hội để gặp gỡ. Khỏi phát sinh ra vấn đề. Chị Huệ mà làm vậy á, là cũng vì chị á. Ừ, nếu đúng Huệ nghĩ như vậy Thì cô ấy cũng là một người sâu sắc đó em à Chứ sao <laughs> Ai mà như chị á Cứ nghĩ như sao Là đi túi tuột tuột ra hết à <laughs> Lan Đồ cất đâu đưa Huệ làm cho thôi, thôi thôi Lo gọt trái cây đi Vài bữa nữa quen rồi Tôi nhường cho làm <laughs> Ê ăn trắng miệng kìa ừ để đó đi công việc bữa nay ra sao có bỡ ngỡ lắm không mấy năm ở thành phố huệ cũng có làm thủ quỷ ở một công ty thành thử bây giờ không có gì lúng túng hết á vậy thì tốt rồi làm thủ quỷ cần nhất là tính cẩn thận đúng không huệ công việc nào cũng cần đức tính đó hết làm thủ quỷ dính dáng tới tiền bạc lại càng phải thận trọng hơn lan à Ừ, tôi chịu á Có trả lương cao đến mấy Cũng nên tránh xa cái nghề này Nào là thu chi, phiếu này, lệnh nọ Nghĩ tới là muốn chán mắt luôn vậy đó <laughs> Dính vào á, coi chừng á Làm tới chết cũng không đủ tiền trả nữa <laughs> Trời ơi, làm gì mà sợ dữ vậy Thì á, mình tính toán phải chu đáo cẩn thận chút là được rồi Ừ. <laughs> nè, nghỉ tan cái cây đi Ừ <laughs> Nè, ra là hồi xưa chồng Huệ cũng lớn lên trong trại hả? Ừ Anh nói với Huệ Hai anh em anh sống ở đây tới 10 năm đó Lan Vậy hả? Ở đây giờ cũng còn mấy gì có mặt ở trung tâm ngay từ đầu Mai mốt gặp họ Huệ hỏi thử coi Có khi có người hồi đó chăm nom cho ảnh Tới trường chồng Huệ lên thăm Huệ Gặp mấy gì đó chắc là mừng lắm chẳng bao giờ có chuyện đó nữa đâu lan ủa sao vậy ừ. sắp tới lễ cúng 100 ngày của chồng huệ rồi ừ. mình xin lỗi nghen không có gì đâu nhưng mà chồng huệ mất vì một tai nạn đáng tiếc tội huệ quá à mà hai người đã có em bé chưa phải chi mà được như vậy bởi vậy khi lên đây mình có xin với chị hường cho mình được tham gia nuôi dưỡng lớp nhỏ ừ, nhưng mà giám đốc nói muốn làm công việc đó cũng phải cần qua một khóa đào tạo đặc biệt nếu như một thời gian sau mình vẫn giữ ý định đó thì trường sẽ bố trí <laughs> giám đốc hường nói vậy đúng đó huệ trẻ ở đây đều có hoàn cảnh rất đặc biệt phải rành tâm lý chúng lắm mới gần chúng được thôi cứ làm việc ở phòng tài vụ đi cũng vẫn là lo cho lũ trẻ cả mà huệ cũng nghĩ như vậy trực tiếp hay là gián tiếp thì cũng là chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt vậy là vui lắm rồi ờ huệ vô ý quá lát buồn ngủ rồi phải không thôi tụi mình đi ngủ nha tại cả ngày nay chạy hết xã này tới xã kia cũng mệt quá Thôi ngủ nha Rồi từ từ mình tâm sự tiếp Lan cứ ngủ đi Đồ đạc để Huệ xếp cho Ừ, dọn giùm nha Ừ Thôi ngủ đây Ừ vậy là em đã ở nơi anh từng lớn lên đó thiên à cuộc sống sẽ vất vả dạ. nhưng em tin những đứa trẻ như anh ngày nào rồi sẽ làm cho em quay khỏa má ơi má đừng lo cho con nha má Em còn về sao rồi mấy em em chào giám đốc chào giám đốc à gọi chị ba là được rồi giám đốc giống biết gì nữa <laughs> dạ sao rồi cưng quen với công việc chưa dạ mấy đứa cùng phòng á có ăn hiếp gì em không ừ. trời ơi, chị nói vậy chết tụi em cổ là người có ăn học lại là người thành phố nữa mà đặc biệt á là bà con với giám đốc kiên ở ừ. trên sở sao tụi em dám qua mặt không cưng nói cái gì vậy <laughs> em đừng có thèm để ý mấy cái lời của hà mập nó nói nó nói vậy thôi nghe chứ nó sống tình cảm lắm đó <laughs> chị ba lại cho em lên may nữa rồi nè cố gắng tập trung vô công việc nha chị tin là em sẽ làm tốt công việc dạ em sẽ cố gắng hết sức để không phù lòng của chị ừ thưa giám đốc có khách cần gặp chị ạ à? chị trở vô phòng làm việc rồi thôi mấy anh đi làm đi nha dạ dạ chào tân thủ quỷ anh là pha trợ lý giám đốc có gì cần cứ nói đừng có ngại nha dạ em cảm ơn anh pha ơn quệ gì đồng nghiệp giúp nhau là lẽ thường tình ừ. thôi anh đi nha Các em chân không dài nhớ làm việc tử tế đó nha Hả? <laughs> Hả? cái ông này á chỉ giỏi cái khoản là giúp chị em phụ nữ mình tối đi hát karaoke thôi thấy gì ghét <laughs> chị ba. Giúp dùm em bộ hồ sơ xin con nuôi chị ba. Em nộp lâu lắm rồi mà sao không thấy hồi âm gì hết. Dạ đúng vậy đó chị ba. Ừ. Anh chị ráng kiên nhẫn thêm một chút nữa đi. Hồ sơ nhận con nuôi còn nhiều lắm, đâu thể cùng một lúc giải quyết hết bấy nhiêu hồ sơ như vậy. Dạ. Em thấy rõ ràng mấy người nộp hồ sơ ừ. sau tụi em mà người ta được xếp trước tụi em. Làm gì mà có chuyện đó được? Chị đừng có nói như vậy. Dạ, em nói thiệt mà chị ba. Em thấy rõ ràng, chị không tin hả? Em về nhà, em lấy hồ sơ với lại địa chỉ số nhà cho chị coi. Dạ đúng rồi đó chị ba. Ờ à, 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 cũng có thể là à cũng có thể là những người đó thuộc diện chính sách, thành ra được ưu tiên. <laughs> Mà cũng có thể là họ có cách riêng chi đó. Dạ chị ba, cách đó là sao chị ba? Chị có thể bài cho tụi em được không chị ba? Thì tôi chỉ phóng đoán vậy thôi. Chứ đâu có dám quả quyết anh chị thử nghĩ coi một bộ hồ sơ xin con nuôi á đâu phải một mình tôi giải quyết phải qua bao nhiêu cửa bao nhiêu thủ tục họ có nhanh thì anh chị mới nhanh được mà muốn nhanh như vậy á thì những người đó phải làm ngày làm đêm mà với mức lương như hiện nay á nếu vào địa vị của anh chị á tôi hỏi anh chị có đồng ý chịu làm không dạ chị bà nói vậy là tụi em hiểu liền vậy tụi em tụi em nhờ chị ba à, đây là chút quà tụi em gửi cho mấy anh uống cà phê thôi, thôi. nha chị tôi nói là để cho anh chị thông cảm thôi bây giờ nếu muốn thì để tôi ghi địa chỉ cho anh chị trực tiếp đi gặp họ chứ không là nói tôi làm khó dễ mấy anh chị nữa à, trời đất à, ai mà dám nghĩ chị vậy một câu chị nói bằng dạng lời tụi em nói vậy mà dạ đúng vậy à, chị ba thương tụi em à, đây là tụi em có chút quà để gửi cho mấy anh đó uống cà phê vậy mà. Thôi được rồi. Thấy anh chị năn nỉ như vậy á, tôi cũng không có cầm lòng được nữa. Bây giờ mấy anh chị cứ về đi. Rồi đầu tuần quay lại thử coi làm sao. Tôi nói mấy anh ở trển ha. Dạ cảm dạ, ơn dạ, chị ba. Cảm ơn chị ba. Tôi em, à, em về. Tụi em đúng hẹn tụi em sẽ quay lại. Dạ. Dạ, dạ, dạ. chào dạ. chị. Khoan đã. Dạ mấy người ở trển á người ta không thích uống cà phê họ uống toàn rượu ngoại không à ờ, dạ dạ em hiểu chị ba vậy chị ba nói với mấy ảnh á dạ là cho tuần sau tụi em quay lại ừ tụi em sẽ hẹn đúng hẹn tụi em quay lại dạ thôi được rồi cảm ơn chị ba ừ, dạ dạ chào Đi. chị Tao hết chịu nổi cái thằng đó nữa rồi Nó chui lũi tới đây Tao đãi nó như thượng khách Nó còn muốn cái gì nữa chứ Vậy mà nó còn làm khó tao nữa là sao Dạ anh Anh bớt nóng đi anh Em nói anh rồi Em ở bên cạnh ổng nhiều lúc em cũng tức muốn chết vậy Nhưng mà Rồi em ngu giận Em còn thương ổng mà Mình thương nó, Thì nó phải thương mình chứ mối hàng á hỏi đứa nào ở đâu thì nó giấu này nỉ á cho thiếu một chút đỉnh á thì nó lắc đầu định giao nhận ra sao ẩm ả mực mày nó đã làm gì tao là cớm mô tin nói vậy cái vụ này á em làm chứng cho ổng được tụi bên kia nó ghê lắm anh lát nữa nhận hàng á có khi bây giờ á nó nó mới cho mình biết mọi sự đó anh mày Mày giỏi binh nữa quá Đường nào cũng nói được hết là sao Anh nói vậy quan ức cho em rồi Em phận tôi tớ Trên đe dưới búa Em cũng đâu có sung sướng gì đâu anh Khỏi thành minh thầy Nga đi Được rồi Mày đi kiếm đại ca của mày về đây cho tao Nói chuyện lần cuối Nếu không làm ăn được với nhau thì ai Lê Hấp Đường ai đây đi Dạ 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 em đi liền Tao mà dụ được thầy trò của mày vô bẫy của tao rồi Ôm nhau mà xuống âm ti nghe con Anh ký tên chỗ người nhận chưa Tôi đã ký rồi cô coi lại đi Ừ rồi cảm ơn anh Cảm ơn cô Ờ anh ơi Gì cô tôi đã ký rồi mà Anh cứ quay lại coi kiểm tra thiếu đủ ra sao rồi hãy đi chứ Còn nguyên cọc đây Lỡ thiếu mất một hai tờ thì sao Thôi quay lại kiểm tra cho chắc tốt hơn Thôi được rồi Chào cô nha à, à. Xin chào hoa hậu của trung tâm Sếp Hường cần 15 triệu Nhưng mà khi hả Ừ Vất vả lắm không em Dạ cũng bình thường anh làm lụng vất vả Phải tranh thủ thời gian giải trí chứ Tối nay hai anh em mình đi hát karaoke nha Lại à, mà lấy nè anh Pha <laughs> Anh nhận 15 triệu Dạ yeah. Như vậy làm sao em phát tiền cho anh được Phiếu chi gì mà không có chữ ký gì hết á Mọi khi vẫn vậy mà em Tiền này á anh dùng vào việc rất là quan trọng Lệnh miệng của giám đốc đó Nhưng mà phiếu chi không đúng quy định Em nghĩ là không xuất tiền được đâu anh à Đúng là lính mới Hà, Em giải thích việc này cho người đẹp này nghe đi em Hừ. Cô cứ phát tiền đi Rồi căn cứ vô cái phiếu chi đó Rồi ghi vô cái sổ tạm ứng Cuối tháng giám đốc xem xét toàn bộ Rồi sẽ cho cách xử lý Lệ ở đây là vậy đó Hừ. Cô chưa tin cứ gọi điện mà hỏi giám đốc đó em nghe rõ chưa chắc chị ba lưu bu nhiều công việc quá nên quên dặn em vụ này sao có định hỏi ý kiến giám đốc không thôi đưa tiền đi anh đi còn cho được việc nữa không lẽ em không tin anh ừ. <cười> <cười> sao lại kỳ lạ như vậy ta sẽ quên dần thôi cô em à thôi đẹp quá ừ. ừ. uế uế Linh Huệ, Linh Huệ à, Linh Huệ Ông mua tôi ra, à. tính làm gì vậy? Bị khùng hả? Đồ biến thái Ê Trời ơi, anh Ly Chị nhà kêu anh về kìa Đi Sao liều quá vậy Lão tôi nói nhận ra anh thì sao Anh sống không có linh huệ thì sống để làm gì Dạ Em cảm ơn anh Chính đã cho em biết tin Dạ em sẽ hết sức thận trọng à, Anh Chính yên tâm Dạ Dạ em biết rồi Dạ 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 em chào anh Dạ Xong việc chưa Dạ chu đáo cả Anh Bảy gửi lời cảm ơn chị Không chê ít à Dạ em không thấy ảnh tỏ thái độ gì <laughs> Cha đó tham như quỷ Chị ba Vừa rồi anh chính có đánh động với chị em mình Có chuyện hả chị Sắp có kiểm tra tài chính Vậy giờ làm sao hả chị Sao anh hốt hoảng quá vậy Quý nào tháng nào mà chẳng kiểm tra mà đã khi nào tôi để xảy ra chuyện gì chưa nhưng lần này á em lo là có sự đó chị nói rõ coi thì cái con bé mà chị mới nhận vô làm thủ quỷ đó em đi qua lấy tiền đi biếu anh bảy theo lệnh của chị cô hà thì viết giấy như mọi khi còn cô bé đó thì cứ thừa người ra cho rằng phiếu chi không hợp lệ cổ tính điện thoại hỏi chị đó nhưng mà sao cổ lại thôi có chuyện vậy hả dạ Em á, thì em cứ tưởng là thủ quỷ là người chị kiểm tra kỹ càng rồi chứ. Đâu có lựa chọn gì. Con dân anh xin nghỉ xin con. Chưa có người thay thế. Tôi buộc miệng than thở với ông Kiên trên sở. Vậy là ông nhét con nhỏ này vô. Há miệng mắt quay á, từ chối làm sao được. Ừ, thì ra là vậy. Em đâu có biết. Bà con với ông Kiên coi như là chị em mình tiêu rồi. Hó hé đụng vào ổng. Ổng cho tụi mình sập tiệm luôn đó. <laughs> cũng không lo lắng lắm đâu. Chắc là do tôi chưa gặp riêng để dặn dò nó. Dạ, em thấy chị tính như vậy thật là sáng suốt. Ai mà không thích tiền hả chị? <laughs> Nhưng thích tới mức như anh á thì tôi tôn mình làm sư phụ rồi đó. <laughs> Thôi, nói tôi nghe coi, cái vụ con nuôi tới đâu rồi? Liệu mình có gom đủ số không? Dạ, vấn đề này quả thật không có dễ dàng một chút xíu nào nhưng chắc chắn em sẽ lo liệu đâu vào đó. Hiện số lượng chưa có đủ. Ta phải gom thêm mấy mẹ bầu ở các xã xa hơn một chút. Thuyết phục cho khéo. Cần thì tăng thêm tiền cho họ. Dạ. Chà, chắc chắn phải tăng lên khoản lệ phí thôi. Nhiều cửa nhiều dấu quá. Chia năm sẽ bảy. Có khi đến tay mình á, chẳng còn xu nào. <laughs> dạ, chị tính bề nào cũng thật là sáng suốt cái đám mà vợ chồng hiếm muộn đang khát khao sinh con nuôi bao nhiêu tiền đối với họ cũng chỉ là mũi em nghĩ á cứ mỗi ca cứ tăng lên 50 triệu vậy mới xứng với công của chị em mình đồng ý tăng nhưng sau đây anh phải làm việc kỹ với từng trạm y tế xã dạ nói với họ có mức thôi đừng có cái gì mà cũng khai báo họ biết càng ít càng mù mờ càng tốt dạ em hiểu em hiểu không chặn hỏng các bố trước tới chừng dân chúng sở tại bỗng thấy hàng chục mẹ bầu lù lù kéo tới trạm y tế xã mình có khi xỉu luôn đó chị thôi đi bổn tính chuyện gì cũng giỡn hay sao muốn vô khám gỡ lịch lắm hả dạ quả là nghĩ đến chuyện đó em cũng ớn lạnh toàn thân luôn đó chị sao Về trễ quá trời luôn vậy đó Thôi tắm lẹ đi Rồi vô ăn cơm Cơm nguội hết rồi đó Ngày nào cũng vậy chắc tôi chết quá à. À. Bộ đi nhiều lắm hả Gần 200 cây số Gặp tổng cộng 25 bà bầu Thu gom được 16 mẹ Giải như giải tù vậy đó Nhưng mà Tại sao phải làm vậy Quẹt không hiểu nổi luôn á Thì để sinh con nuôi Thôi ngủ nha Nửa đêm dậy ăn cũng được Mệt quá rồi ờ... Lan à, Lan Tin chính thức Trần Quân đã được thả Ngay lập tức bám sát hắn Tất nhiên hắn sẽ nằm yên Không lợi trừ khả năng Hắn sẽ cắt đuôi chúng ta Tới một vùng đất nào đó Tiếp tục phạm tội Em nghĩ chỉ quanh quẩn mấy tỉnh biên giới Có động tĩnh gì á Hắn chạy qua bên kia là em Có lý Nhưng không phải không xảy ra khả năng khác chiều nay nam về cho cậu ta nghỉ một ngày tình tan sáng mốt hai cậu lên trình diện tôi rõ ừ. em đây dạ em đang ở nhà khỏe em khỏe mà mọi người đang mong anh về đó anh nam à anh nhận được tin nhắn của em chưa? Thư à, em làm anh khó nghĩ quá Anh đi xe lửa cũng được Em muốn giấy máy bay cho anh làm gì? <laughs> Đừng nghĩ ngợi chuyện đó, đồng chí ơi Em thừa biết là anh đâu có tiền đâu mà mua vé máy bay Với lại đi máy bay cho nhanh Còn đỡ mệt nữa à, Với lại em nhớ anh quá Nhưng mà anh lại xài tiền của em kỳ quá Gì <laughs> mà tiền của em rồi tiền của anh Mệt ghê á Trời đất, tôi chết rồi Sao vậy ừ. Thưa ơi, có chuyện gì vậy Alo, alo Dạ, Huệ cũng đang ở đây <laughs> Dạ đây tôi chuyển máy cho Huệ Anh Kiên trên sở muốn nói chuyện với em Dạ Dạ alo Dạ em chào anh à Dạ Em cảm ơn anh đã giúp đỡ chắc chắn rồi ạ à. em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công việc được giao ạ à. dạ kim thư có gọi cho anh hả anh <laughs> dạ anh cho em gửi lời hỏi thăm kim thư nha anh dạ cảm ơn anh ờ à, anh có muốn nói chuyện tiếp với chị ba không anh dạ dạ thôi ạ à. dạ em chào anh dạ anh Kiên trên sở cũng quan tâm em quá ha Ờ Chị đừng có hiểu lầm Anh Kiên á, là bạn của bạn gái của em À vậy hả Tại vì ảnh Anh thấy hoàn cảnh của em Nên anh chị giúp đỡ cho em thôi à <laughs> Chị nói như vậy Chứ đâu có ý gì đâu Chị kêu em qua Có điều gì vậy bảo hả chị Em nè Từ bữa em vô trung tâm làm việc tới bây giờ Chị cũng lu bu nhiều việc quá thành ra cũng sơ suất chưa có trao đổi với em về một vài điều nho nhỏ khi mà làm việc ở đây à, hình như em có chút băn khoăn khi phải chi khoản này khoản đó mà không đúng thủ tục tài chính lắm phải không? Dạ yeah. em tưởng đâu mỗi khi xuất tiền thì trong phiếu chi phải có chữ ký của năm người thủ trưởng kế toán trưởng thủ quỹ người lập phiếu người nhận. Dạ yeah. Em định nói vậy phải không? Dạ <laughs> Đúng là vậy đó em mà. Nhưng đó là đối với những khoản chi đã được phép kìa Còn những khoản Em chi dài bao bữa nay á Là những khoản thu tế nhị Không được đưa vào sổ sách Dạ Nhưng mà mình vẫn được phép chi tiền cho khoản ngoại giao mà chị ừ. Phải Mình cần chi nhiều gấp mấy lần khoản đó em à Em hiểu rồi Nhưng mà nếu kiểm tra quỷ độc xuất Thì em là người có lỗi đó chị à Chị không ra lệnh kiểm quỷ độc xuất Như vậy em còn lo cái gì nữa à... Cứ làm như Hà đã nói Ghi vào sổ riêng Cuối tháng chị và các em sẽ hợp thức quá những khoản đó <laughs> Không lẽ chị tính hại em sao Huệ Dạ em đâu dám nghĩ như vậy Nhưng mà nhưng mà thiệt tình em lo lắm, khỏi phải lo gì hết, em cứ làm như chị vừa nói, có chuyện gì chị chịu hết, được chưa? Em về đi. à, ờ, dạ. Em xin phép chị em về làm việc. Nè, lát nữa anh pha còn một ít nữa đó. Dạ. dạ chị ba gọi em em ngồi đi lan à em ở cùng phòng với huệ em thấy huệ nó làm sao ý chị là sao ạ thì à, nó có hay tò mò hỏi chuyện này chuyện nọ không ý chị hỏi á nó có phải là đứa hay nhiều chuyện không dạ huệ nó ít nói lắm chị nó không phải là người như chị hỏi đâu Chị cũng mong là vậy Nè Em phải để ý Nếu thấy Huệ có gì khác á Thì phải báo liền cho chị hay đó nha Dạ yeah. Mấy hôm nay em đi công tác ở các xã Tình hình sao rồi Anh biết chẳng Chiều buồn hoàng hôn ít sau đêm lấp lánh trong chiêm bao em vẫn thấy cô đơn anh xa rồi